đây. Ủa con rùa đúng không? Rùa rùa đất đúng không ta? Con gì nữa ở trong này ta? Về hết rồi. Chanh. Đây là con gì đây ta? Ta kè. Ta kè. Cái đuôi nó rồi ghê. Con này là con này gì bơi chứ trời. À. À, nhìn đá thì chết. Ôi con chanh đẹp quá. Ôi con ếch này màu nhiều quá trời. Đây là chanh vàng, chanh đen nè. Trong này là con cá sấu kỳ nhông ta. Nhìn con rắn nó đẹp quá ha. Khi nó đớp không ta? Nhìn nó nguy hiểm vãi. Này là con rắn gì đây đẹp quá trời. Con trong này có mấy con cá đẹp lắm. Con rắn gì vậy ta? Thấy không? Béo phịch. Nhìn mấy cái này nó đã. Con này ăn rau không? Khôn như một con chó luôn. Nhìn mấy con này tao sợ ơi. Nó gọi hả? Mình đéo biết tên nó là mẹ gì hết. Chỉ biết nhìn thôi. Đẹp thôi. Hay con này nhìn như con khủng long hả? Cái này giống cọp lông quá ha. Con này con gì đà? Con này con gì chó thì bơi hoài đéo được bơi. Sao vậy? Đó, coi kìa nó bơi hả? Còn mấy cục này bơi qua bên kia hết trơn luôn. Con này con gì đà? Đang chóc da đầu. Hết rồi.